thân thì cái đó như hoạt động trong một giáo dục trường. Vâng, sau này hiểu bộ giáo dục ạ. Trước đó thì ở đại học sư phạm đấy ạ. Gì ạ? Tức là ông trước trước là có ở trường mình đấy. Thầy ạ. À? Ông bố tôi ấy. Dạ thế ạ. Vâng, đấy ra em còn vừa mới hỏi là bộ giáo dục đấy ạ. À, bộ giáo dục thì đã đành nhưng mà ở trường mình ấy. Vâng. Tức là học buổi không? Dạ vâng, học buổi cho nên mới có mặt được các bác đây. Không, buổi có nào chứ. Thì bác vừa nói đấy, tức là năm 31 thì đi tù cùng với anh Thắng. Ông Thắng, ông Tô Ninh cùng lớp đấy. À, cùng với ông Thắng là cái bác muốn đi tù đấy. Vâng. Yeah. Vâng. Thế bác có rõ cái chuyện của Thắng đi tù ấy là do hội kín rồi, do có hoạt động rồi, nhưng mà cụ thể nó là cái đảng phái gì không ạ? Không chịu, dạ. Hồi lớp là một số đấy ạ. Bác ạ. Dạ. Trong lớp đấy là có một số là hoạt động cùng một cái tổ chức ấy và cùng đi tù. À, tôi nhớ của mình quyết đấy. Còn chuyện số Yên thì về Yên thì trước một năm. Yên trước một năm. Tức là tức là Trịnh Tam Tỉnh không ạ? À.